Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi đề thi học kỳ 2 môn tiếng Việt lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em lưu ý, đề thi học kỳ 2 này chỉ mang tính chất tham khảo để cho chúng ta ôn tập cho kỳ thi sắp tới, không phải là đề thi chính thức. Thì đề thi của chúng ta gồm có các phần A lớn, phần kiểm tra đọc 10 điểm. 45 mã là chúng ta sẽ đọc thành tiếng. Thì giáo viên sẽ cho học sinh bốc thăm đọc một đoạn văn bản trong các phiếu đọc, đảm bảo đọc đúng tốc độ thời gian là từ 3 đến 5 phút một học sinh. Rồi dựa vào nội dung bài đọc thì giáo viên sẽ đặt câu hỏi để học sinh trả lời. Phần 2 La Mã đó là đọc thầm và làm bài tập 6 điểm. Đọc bài thơ sao? Ở nhà máy gà. Những chú gà công nghiệp thật khác chú gà nhà được ấp trong lò điện tự mổ vỏ mà ra. Người đầu tiên chú thấy áo choàng trắng thướt tha, chắc là mẹ mình đấy, mẹ đẹp như tiên sa. Anh em đông hàng ngàn, chẳng biết ai ra trước, chẳng biết ai là út, chẳng ai đòi phần hơn. Mẹ chiều cả ngàn con, giải cháu thay đệ mới, thắp đèn làm lửa sưởi, máng ăn ầm ấp đầy. Gà mà chẳng ở chuồng, cả dãy nhà rộng đẹp, bè bạn cứ vàng ươm, hát suốt ngày liếp nhiếp, vân lâm. Như vậy các em vừa đọc qua bài thơ Ở nhà máy gà. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Câu 1, những chú gà công nghiệp có đặc điểm gì khác so với chú gà nhà? A. Được ấp bằng lò điện tự mổ vỏ mình để ra ngoài. B. Được ấp bằng lò sưởi tự mổ vỏ mình để ra ngoài. C. Được ấp bằng lò điện không tự mổ vỏ mình để ra ngoài. Như vậy những chú gà công nghiệp có đặc điểm khác so với chú gà nhà là được ấp bằng lò điện tự mổ vỏ mình để mà ra. Như vậy câu 1 chọn A. Câu 2, theo em người mẹ mà chú gà nhắc đến trong hai khổ thơ là nói về ai? A. Mẹ gà mái. B. Chị em của chú gà. C. Cô công nhân. Như vậy, người mẹ mà chú gà nhắc đến trong hai khổ thơ, trong khổ thơ 2 là nói về cô công nhân. Như vậy, câu 2 các em sẽ chọn C. Câu 3, vì sao chú gà lại không biết ai ra trước, ai là út trong đàn gà? A, vì trong đàn có rất nhiều chú gà. B. Vì trong đàn anh em của chú gà đến từ rất nhiều nơi. C. Vì trong đàn những chú gà rất giống nhau nên chú không phân biệt được. Như vậy chú gà lại không biết ai ra trước, ai là út trong đàn bởi vì trong đàn có rất nhiều chú gà. Như vậy câu 3 các em chọn A. Câu 4, người mẹ đã nuông chiều cả ngàn đứa con của mình như thế nào? A. Dạy cháu thắp lò sưởi và cho chúng ăn. B. Dạy cháu thắp đèn sưởi và cho chúng ăn. C. Dạy chăn đệm thắp đèn sưởi và dạy chúng hát. Như vậy trong bài thơ người mẹ đã nuông chiều cả ngàn đứa con của mình bằng cách là giải cháu, thắp đèn sưởi và cho chúng ăn. Như vậy câu 4 các em chọn B. Câu 5, em thích nhất hình ảnh nào về chú gà trong bài thơ vì sao? Như vậy các em sẽ trả lời theo cái ý kiến của mình. Mình thích hình ảnh nào về chú gà trong bài thơ thì chúng ta sẽ nêu ra và giải thích là vì sao. Rồi tiếp theo câu 6, kể ra hai điểm khác nhau giữa gà công nghiệp và gà nhà.
ngoại trừ đặc điểm trong bài thơ đã nói đến. Như vậy chúng ta sẽ kể ra hai cái đặc điểm khác nhau giữa gà công nghiệp và gà nhà, trừ cái đặc điểm trong bài thơ. Như vậy gà công nghiệp và gà nhà khác nhau ở điểm nào? Thứ nhất đó là gà công nghiệp thì được nuôi trong trang trại. Hai điểm khác nhau giữa gà công nghiệp và gà nhà. Gà công nghiệp được nuôi trong trang trại. Khá chậm chạp. Không nhanh nhẹn. Con gà nhà. Gà nhà thì được thả tại vườn nhà. Gà nhà được thả tại vườn nhà thường nhanh nhẹn. Như vậy hai cái đặc điểm khác nhau giữa gà công nghiệp và gà nhà đó là gà công nghiệp thì được nuôi trong trang trại, còn gà nhà thì được thả tại vườn nhà. Và cái đặc điểm tiếp theo đó là gà công nghiệp thì thường không nhanh nhẹn, còn gà nhà thì nhanh nhẹn. Câu 7 chỉ ra câu thơ trong bài có sử dụng hình ảnh so sánh và điền vào bảng sau. Sự vật 1 đặc điểm từ so sánh sự vật 2. Như vậy chúng ta sẽ tìm trong bài thơ một cái câu thơ có sử dụng hình ảnh so sánh và chúng ta sẽ điền vào bảng dưới đây. Thì ở trong bài thơ chúng ta có câu thơ có sử dụng hình ảnh so sánh đó là mẹ đẹp như tiên sa. Thì sự vật 1 ở đây là mẹ. Đặc điểm đó là đẹp. Từ so sánh ở đây là từ như, và sự vật 2 đó là tiên sa. Mẹ đẹp như tiên sa. Mẹ đẹp như tiên sa. Câu 8 tìm từ có nghĩa giống với từ rộng tha thứ. Như vậy chúng ta tìm từ có nghĩa giống với từ rộng, từ tha thứ. Từ rộng. Như vậy từ có nghĩa giống với từ rộng đó là từ to lớn nè. Rồi từ có nghĩa giống với từ tha thứ. Đó là từ thước tha hoặc là lã lướt hoặc là thước tha. Rồi câu 9 chọn dấu hỏi hoặc là dấu ngã cho chữ in đậm. Như vậy ở đây chúng ta có các chữ in đậm ở đây. Đó là từ đàn gà có tất
cả năm con. Như vậy tất cả, cả ở đây thì các em sẽ điền, các em chọn dấu, dấu hỏi, tất cả. Đàn gà có tất cả 5 con, nhìn chúng trông thật đẹp làm sao? Một màu lông con ngắn, ngắn cũn cỡn, nhưng lại rất đẹp. Như vậy cũn cỡn ở đây các em sẽ chọn dấu, dấu hỏi, dấu ngã, cũn cỡn. Rồi chúng khoác trên mình một bộ lông màu vàng ươm, trông giống như là màu vàng của rơm được phơi vậy. Tiếp theo phần B lớn, phần kiểm tra viết. Một nhỏ nghe viết, mênh mông mùa nước nổi, Trần Tùng Chinh. Thì phần này khi chúng ta kiểm tra, thầy sẽ được giáo viên đọc cho các em nghe và các em viết. Hai nhỏ là luyện tập viết đoạn văn ngắn từ 8 đến 10 câu nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật quê hương. Gợi ý tên cảnh vật quê hương, đặc điểm bao quát và đặc điểm nổi bật của cảnh vật. Điều em thích nhất, ấn tượng nhất về cảnh vật, cảm nghĩ của em khi ngắm nhìn cảnh vật. Như vậy ở phần luyện tập này chúng ta sẽ viết đoạn văn ngắn 8 đến 10 câu để nêu cái cảm xúc tình cảm của mình về cảnh vật quê hương. Thì khi các em trình bày chúng ta cần nêu được tên cảnh vật quê hương, rồi đặc điểm bao quát và đặc điểm nổi bật của cảnh vật là gì? Điều em thích nhất, ấn tượng nhất về cảnh vật là gì? Cảm nghĩ của em khi ngắm nhìn cảnh vật như thế nào? Như vậy chúng ta sẽ dựa vào gợi ý để chúng ta trình bày cái đoạn văn ngắn của mình để nêu lên cái tình cảm, cảm xúc về cảnh vật thiên nhiên, về cảnh vật quê hương. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi để kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, các em lưu ý ở đây, đề này chỉ mang tính chất tham khảo để giúp cho chúng ta ôn tập trong kỳ thi của mình, không phải là đề thi chính thức.